Đây là ba đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng Quảng Trị bắt giữ trong chuyên án QT8202, tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Với đường biên giới dài và quá nhiều đường mòn lối mở, nên các đối tượng thường lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép. Khu vực biên giới Quảng Trị với nước bạn Lào có chiều dài là 179 km, trong đó thì có đến gần 70 km đường sông. Các đối tượng nhập cảnh trái phép thường lợi dụng các giờ rất là nhạy cảm để mà xâm nhập về Việt Nam. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác phá ba chuyên án môi giới xuất nhập cảnh trái phép, bắt 6 đối tượng chủ mưu, 26 đối tượng liên quan, xử lý vi phạm hành chính trên 200 vụ, trên 248 đối tượng. Hiện nay thì ngoài cái số một cái 84 cái tổ cố đình, hiện nay chúng tôi đã tăng thường thêm 23 cái tổ kiểm soát lưu động. Đặc biệt là chúng tôi tăng cường là sĩ quan chỉ huy và cán bộ có kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới để cái là tuần tra kiểm soát 24 24. Chúng tôi chỉ đào lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an của các xã dọc tuyến biên giới để tuần tra, để chốt chặn và chúng tôi cũng đã chuẩn bị bổ trí riêng một cái khu cách ly đặc biệt dành cho các cái đối tượng nhập cảnh trái phép. Theo các ngành chức năng cho biết, dịp Tết Nguyên Đán sắp tới sẽ có khoảng 70.000 người từ Thái Lan và hơn 100.000 người từ Lào có nhu cầu về Việt Nam ăn Tết. Chính vì vậy, các lực lượng, lượng chức năng trên biên giới phải căng mình chốt chặn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự nơi biên giới và phòng chống dịch Covid đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị, đến sáng nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khiến nhiệt độ giảm thấp, cá biệt tại Mẫu Sơn đã giảm xuống 0 độ C. Dự báo trong các ngày rét tới, nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm thấp về đêm, mức nhiệt lúc thấp nhất là 7 đến 10 độ, vùng núi 4 đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ, kèm nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết. Vùng rét nhất là các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Trung cũng sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó, khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 17 độ. Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ ngày mai, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.